Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến. Em Việt chia sẻ cho quý vị và bạn một mớ lo em Việt mới về, gồm có lo tanh nôi và hai cặp còi của Onkyo. Một cặp còi thì mình thấy rất là hiếm luôn, và ở thị trường trong nước mình hiện tại thì chưa có ai bán cặp còi này, và ở nước ngoài thì cũng khá là ít và khá là hiếm quý vị và các bạn. Cặp còi này thì quý vị và các bạn mua lẻ tán âm thì mình bán tán âm, mua hỏng bán hỏng, mua cũ bán cũ nha. Nói chung là thỏa thuận được giá thì mình bán, và số điện thoại của em là 0963 721 519, số đó cũng là số Zalo của em luôn. Quý vị một bạn gọi không được thì nhắn tin, em Việt sẽ trả lời sau. Và quý vị thấy đây là cặp tanh nôi kiềng vuông. Cặp này thì bát 40 lo đồng trục quý vị một bạn. Tanh nôi thì quý vị một bạn không cần phải bàn cãi về chất âm nữa. Lo đẹp xuất sắc theo dạng hàng bãi, gân mút mục thì đã thay quý vị và các bạn. Và cặp lo này nó gồm có củ lo và phân tầng, thì cái phân tầng em Việt để trong bọc mà chưa có móc ra quý vị và các bạn. Đây là dòng ẹt đen chứ không phải dòng Bakelite nha. Có một cái loại củ lo dòng Bakelite thì nó cũng y chang như vậy, thì loại đó thì nó rẻ hơn nha quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng xem về màn giấy này nọ vân vân, củ từ rất là đẹp luôn, nước sơn còn rất là đẹp. Và củ này là củ 3828 dòng ẹt đen quý vị và các bạn. Thì cái bộ phân tầng nó gồm có chạm lo luôn nha quý vị và các bạn, bao zin bao đẹp. Giá của cái bộ này là 31 triệu nha quý vị và các bạn, 31 triệu đồng. Và tiếp em Việt mời quý vị và các bạn xem cái cặp còi của hãng Onkyo. Đây là một cặp còi thì em Việt nghĩ là rất hay và hiếm tại thị trường Việt Nam. Thì cặp còi này nó nằm ở trong cái thùng Onkyo Setter 10 với quý vị và các bạn. Model là Onkyo TVW 1206A sao băng 8 ôm. Và từ này là từ Anico nha quý vị và các bạn. Quý vị từ Anico thì đi chung cặp còi này, nó có luôn cái tán âm nha. Cái đường kính của cụ từ là 12 và chiều sâu là 30 quý vị và các bạn. Chiều sâu từ cái họng cho đến cái đít của từ là 30, rất là lớn luôn. Và cái đường kính ở phía trước là 17 quý vị và các bạn, cái họng còi đường kính là 17, rất là lớn quý vị và các bạn. Và cái tán âm của nó khi mà bắt vô thì nó như, hình thức nó như vậy. Đây, để em Việt ngã xuống cho quý vị và các bạn xem, nhìn rất là ngầu luôn đó, rất đẹp. Tán âm model là AL120 Onkyo. Mấy cái này thì quý vị và các bạn lên Google mình xem, ở nước ngoài người ta có bán nhưng mà ở trong nước mình thì không thấy ai có. Ở bên trong của tán âm là như vậy quý vị và các bạn. Thì em Việt bắt một bên, còn một bên để quý vị và các bạn xem coi nó như thế nào. Và cái kích thước của cái tán âm này, để em Việt đo cái chiều ngang. Ngang thì nó tầm nó khoảng bốn mấy, qua kia thì mình đo rồi. Giờ một tay cầm điện thoại một tay đo này nó hơi khó vậy các bạn. 40 43, ngang 43 vậy các bạn. Và chiều sâu thì nó chiều cao đó nó khoảng 13 14. Tại vì cái này nó xéo, mình đo thì nó cũng rất là khó. Đó vậy các bạn. Đó. Thì nó khoảng 13 14 nha quý vị và các bạn. Tại vì nó xéo xuống đó, nó như cái mái nhà đó, mình đo để chính xác thì mình cũng không chính xác 100% được đó. Và cái cặp họng này thì quý vị và các bạn nào muốn mua món nào bán món đó, mua tán âm thì mình bán tán âm, mua cái họng mình bán cái họng, mua cũ mình bán cái cũ, và thỏa thuận giá nha quý vị và các bạn. Tại vì quý vị và các bạn mua cái tán âm thì còn cái cũ với cái họng lại mình hơi khó bán, hoặc là quý vị và các bạn mua cái cũ thì còn cái họng lại mình hơi khó. Và tiếp tục thì em Việt cũng có một cặp còi của Onkyo. Cặp này rất là nặng, mười mấy ký thôi quý vị và các bạn. Ngang là 34, cao là chiều cao là 15 và chiều sâu là 30 quý vị và các bạn. Cặp này thì hình như nó nặng tầm 12 ký đó. Em Việt có cân rồi thì cũ từ nó khoảng cũng khoảng 10 12 gì đó. Mà từ này là từ Ferris ha, và mình bao zin cũng của Onkyo luôn. Thì cái này cặp còi này nó nằm trong thùng Onkyo Setter 804. Thì quý vị và các bạn cũng có thể lên Google mình xem.
Đó, thùng đó nó cũng rơi vào khoảng hai mấy 30 triệu. Và giá của cặp còi Onkyo này em Việt bán quý vị 6 triệu 500 nghìn đồng.